Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn tất tần tật về cái bộ combo của máy lạp Zoom là RT809H. Thời gian gần đây rất nhiều thợ sửa TV mua máy này, thì chắc chắn là nó phải hỗ trợ tối đa dành cho thợ sửa chữa TV. Cùng nhau để ý là nó sẽ gồm những cái đế gì trên quá trình chúng ta sử dụng. RT809H có hai cổng VGA, một cổng HDMI và một cổng này mình chưa nhận dạng ra nó cổng gì, nhưng thợ sửa TV chuyên gia dùng cổng này để lạp zoom BIOS. Những con zoom khó và những thợ trình cao thì rất hay dùng đến cổng này. Vì mình cũng không trực tiếp sửa TV nên mình chưa nghiên cứu này. Vì vậy các bạn về các bạn mua tự nghiên cứu. Một cổng USB và một cái đường cấp nguồn nuôi, nhưng thực chất là các bạn không cần cấp nguồn đây mà các bạn lấy luôn là đường 5V vào đây để nuôi cho cái máy lạp zoom RT809H này. Còn về đế đi theo máy này, các bạn nhìn này, đây là bộ full. Các bạn gồm một cái đế nhỏ của rất nhiều loại IC được hàn đính lên đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Hai là các bạn có đế 48 chuyên dùng lạp cho các dòng BIOS đời cao của TV. Các bạn có đế zoom 1.8 dùng cho BIOS mới nhất bây giờ. Đó, đặc thù hơn, các bạn có cái dây lạp này cấm ở đây này. Sang đây nó có đầu, các bạn hàn lên main, các bạn nạp trực tiếp BIOS ở trên main. Cái này rất nhiều thợ dùng, nhưng nó đòi hỏi các bạn có một hàm lượng kỹ thuật và tự nghiên cứu. Vì khi mà các bạn dùng được cái này, các bạn nạp thì nó đã đập lát bát cơm của rất nhiều thợ khác. Vì vậy họ biết, không bao giờ họ chia sẻ. Chúng ta đành phải tự thân lấy chúng ta làm con chuột, chúng ta thí nghiệm. Cuộc đời nhiều lúc phải tự mình biến mình thành chuột bạch, chính là lý do như này. Đế 8 chân to, đế 8 chân nhỏ, đế dùng cho IO, ví dụ như ITE 8580, 8586 và 8587, các dòng IO đời mới. Bây giờ IO tích hợp zoom trong BIOS, vì vậy quá trình nạp zoom đó là điều hiển nhiên. Các bạn phải tháo IO, các bạn hàn đến đây, các bạn nạp. Đế lạp IO cho 9018 và 9012. Cái video mẹo sử dụng đế này thì mình cũng đã úp lên kênh YouTube của Đao 2, các bạn để ý là các bạn thấy. Vậy chúng ta có rất nhiều đế đi kèm bộ combo như này để các bạn làm sao có thể tận dụng tối đa cái máy, phát huy tối đa cái hiệu năng của cái máy để các bạn thu tiền mức tối đa của khách hàng nhờ cách mà các bạn nạp lại chương trình cho những cái TV, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, máy tính, máy in. Tất tần tật các thứ nó đều phải có chương trình lưu trữ trong đó thì cái máy này sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn cần mua hàng thì các bạn vui lòng là vào cái các kênh bán hàng của Lô 2 như web lô2.vn, Shopee, Lazada, Sen Đỏ hay là Shop Công Nghệ Lô 2 trên Facebook. Ngoài sản phẩm 809H, Lô 2 còn có tản sản phẩm đó là 809F hoặc sản phẩm Mini Pro là 1000E, một sản phẩm chuyên dùng cho thợ sửa chữa main PC với giá siêu rẻ, đáp ứng mọi điều kiện mà giá thành rẻ nhất.